Này là chả cá vừa mới ra xong nha. Cái này một miếng như vậy là 250 g, thì đủ dùng cho một bữa ăn. Cái này là chả cá chiên 250 g. Còn này là chả cá hấp nha. Chả cá hấp dành cho mấy chị ăn kiêng đây. Miếng như là 250 g, 59 ngàn. Mua 3 miếng thì miễn phí ship nha mấy chị.